Kinh Tương Ưng Bộ 8. Phẩm Bộc Lưu. Tất cả đều nhân duyên ở Savatthi. Bộc Lưu. Này các tỷ kheo, có bốn bộc lưu này. Thế nào là bốn? Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Này các tỷ kheo, đó là bốn bộc lưu này. Chính vì mục đích muốn thắng tri, muốn liễu tri, muốn đoạn diệt, muốn đoạn tận bốn bộc lưu này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập, như đoạn về tầm cầu. Ách phược. Này các tỷ kheo, có bốn ách phược này. Thế nào là bốn? Dục ách phược, hữu ách phược, kiến ách phược, vô minh ách phược. Này các tỷ kheo, đó là bốn ách phược này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn ách phược này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Chấp thủ. Này các tỷ kheo, có bốn chấp thủ. Thế nào là bốn? Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Này các tỷ kheo, đó là bốn chấp thủ này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn chấp thủ này, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Hệ phược. Này các tỷ kheo, có bốn hệ phược này. Thế nào là bốn? Tham thân hệ phược, sân thân hệ phược, giới cấm thủ thân hệ phược, chấp đây là sự thực thân hệ phược. Này các tỷ kheo, đó là bốn hệ phược này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn hệ phược này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Tùy miên. Này các tỷ kheo, có bảy tùy miên này. Thế nào là bảy? Dục tham tùy miên, hận tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Này các tỷ kheo, đó là bảy tùy miên này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bảy tùy miên này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Dục công đức. Này các tỷ kheo, có năm dục công đức. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Này các tỳ kheo, đó là năm dục công đức này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm dục công đức này. Này các tỳ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải được tu tập. Các triền cái. Này các tỳ kheo, có năm triền cái này. Thế nào là năm? Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi triền cái. Này các tỷ kheo, đó là năm triền cái này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm triền cái này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Uẩn. Này các tỷ kheo, có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỷ kheo, đó là năm thủ uẩn này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thủ uẩn này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Hạ phần kiết sử. Này các tỷ kheo, có năm hạ phần kiết sử này. Thế nào là năm? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Này các tỷ kheo, đó là năm hạ phần kiết sử này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm hạ phần kiết sử này, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Thượng phần kiết sử. Có năm thượng phần kiết sử này. Này các tỷ kheo, thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham,
Mạng, Trạo Cử, Vô Minh. Này các tỷ kheo, đó là năm thượng phần kiết sử này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành cần phải tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến diễn ly, tu tập chánh định liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Ví như, này các tỷ kheo, con sông Hằng. Này các tỷ kheo, có năm thượng phần kiết sử. Thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử, vô minh. Này các tỷ kheo, đó là năm thượng phần kiết sử này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành cần phải tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh định, giới cứu cánh là đoạn tận tham, giới cứu cánh là đoạn tận sân, giới cứu cánh là đoạn tận si, thể nhập vào bất tử, hướng đến bất tử, giới cứu cánh là bất tử, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập.